Chào, người đã đến với kênh channel Tovia Lane. Hôm nay mình sẽ chơi ba bài lịch sử sáng tác. Bài đây công nhà nhà mình mới mua từ hôm trước. Nó tên là Miu. Đấy, đấy. Miu, Miu, bạn Miu, xem Miu. Đi. Có hai màu mắt đấy. Còn lại. Hiểu không? Đây, mình sẽ đưa cho em mình giữ một lúc. Thật ra đấy là có những em mèo. À, mình sẽ chơi bạn này. Con gà quý chứ này. Con lai rồi. Đầu tiên là con mèo trắng. Nhẹ của mình nó rất đáng yêu nhau. Thật đấy, cậu.